Dạ, anh xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tân Sắc Đức Thắng anh em. Em dưới đồng tiền, còn em dưới đồng tiền chuyển dưới đồng thừa. Lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo. Cái này là cái văn ma NF40. Cái này là chạy nước anh em, NF40 nước. À, em xin nói sơ sơ về cái dòng này tí xíu nha. Anh em nào mà có trong nghề thì bỏ qua phần này giùm em nha. NF40 nước này, cái công suất của nó là 4 ngựa, bên trong nó 70 ly. Cái này thì nói về cái sức mạnh nó thì nó yếu hơn cái D6 mình tí xíu anh em. Yếu hơn cái D6 mình, D6 mình là 75 ly. Còn dòng máy này nó là bên trong nó là 70 ly. Nó đặc biệt kết hợp cho anh em cũng như bà con mình gặp gì vấn đề sức khỏe hoặc là mình đi xa nhà, mấy nhà cho vợ hoặc con mình quay ra thì cái này nó rất là tiện. Ưu điểm lớn nhất của nó là rất nhẹ, thứ hai là nhạy, thứ ba là nó thao dầu. Cái này ưu điểm lớn nhất của nó là gì? Nó ba ưu điểm: nhẹ, nhạy, ít thao dầu, giá thành là rẻ nữa. Cái này máy này thì nó nguyên bản toàn tập luôn anh, nó nguyên xi luôn á. Tuy em không có căng đẹp gì bên trong, nhưng mà có chỗ này tụi em có mở nè, thao dầu bếp nè, thì tụi em có mở. Còn nắp cò, nắp phi láp là nguyên zin hết nha. Máy thì em chạy em nghe tiếng nó còn rất là im nè. Cái này cái nắp chụp heo vẫn còn anh em, vẫn còn nắp chụp heo. Cái này anh em nào có làm được cái này thì em sẽ gắn lại nha, em sẽ gắn lại. Độ có dầu nguyên nè, không bóng nguyên nè, nói chung là nguyên rất là đậm. Cái máy này thì theo cái góc độ em nhìn thì nó hở cò, hở cây cái bắp, hở cây. Vì nó nguyên bản tụi em không có chỉnh sửa, nhưng mà em nghe tiếng thì em biết cái này nó ở cây xúc bắp nha, nó cò nó thích anh em nghe chạy nghe tiếng nó bắp chứ máy này chỉnh cò lại chạy nên cái tiếng nó sẽ rất là bắp. Ngoại hình thì máy nó cũng vô dạng sồn sồn nha, giống em là nó hơi nhìn nó hơi già già, nhưng mà được có mấy người gì nó dễ xài, nó mà dễ xài dễ sai luôn. Mấy chị em kêu phụ nữ chỉ cần clip nhẹ ngang cái kêu làm gì cũng làm chứ. Đặt dây gái. Lắm này em thấy tương đối nữa nè. Cái này thì nó thiếu cái bu ly. Anh em nào có chốt có máy này thì nếu mà bơm nước thì em tặng cho anh em mình là một cái bu ly bơm nước vụn nha. Còn nếu mà mình muốn xài bu ly cu ro thì em sẽ tặng anh em cái bu ly cu ro. Cái này là trong máy nó không có, vậy nên tụi em lắp vô thêm cho anh em chứ trong máy là nó chưa có cái máy này. Đem tắt lên vị trí lên cho anh em mình coi nhé. Giờ đây phần chi tiết máy em sẽ quay thật là kỹ cho anh em mình, bà con cô bác mình coi nè. Cái số CG thì em nhìn thấy được có một con số 71 anh em ơi, dắt này là em hết thấy đường gấp mồi rồi, 07 hay gì á. Còn nắp phi láp thì em nhìn thấy nó còn khá đẹp trai nha, hai con ốc thì nó lai nha anh em. Nhưng mà bảo đảm với anh em là em hoàn toàn không đụng chạm gì bên trong. Ốc lai nhưng mà nó vẫn là ốc zin. Còn đây thì ốc dưới đây có ốc có đầu vít, còn đây thì nó không có đầu vít. Mà thôi kệ đía nó luôn đi. Khỏi mở. Còn ốc này thì ba con cũng ba số 7. Mà hai con đẹp trai, một con thì xấu quá. Cái này thì cũng không đến nổi những cái phần bên ngoài. Cái này thiếu lông đình que để em tặng anh em lông đình que. Không lần que chỗ em thì có thể nhìn bất kỳ chỗ nào dưới đất thì cũng có thể dễ dàng kiếm được, vì mấy anh em mở ra thì nói chung là mình cũng em cũng không có kỹ lưỡng vấn đề này nè, nên là nó nằm dưới đất nó lợi thứ hết trơn. Em lặn vòng em kiếm cái lông đình que em bỏ vô trước để anh em mình sau này mình có mở ra thì nó dễ anh em ơi, có lông đình nó gì chứ nó dễ mở đó. Sao bình thường gặp nhóc hết trơn, tự nhiên em nói anh tặng anh em lông đình que cái nó đi trốn em chân ơi trời. Nó chơi kỳ với ta. Đây, em lượm được một miếng. Đó. Nhớ cái nào gắn vô cái đó. Còn nắp chụp heo gặp cái nào gắn vô cái đó. Em bây giờ thì anh em nói, anh em nào có
nghe thì thông cảm giùm em nha. Bị nói chung là em cũng vô dạng không có được bình thường, hơi tẩn tẩn. Rồi bởi anh em thiếu đồ nào cái gì anh em cứ giật alo mạnh dạng lên đi. Ừ rắn ơi mày trả cho tao món đó bữa đó mày gửi. Còn thiếu đó đó. Đó, lụm được rồi bắt vô luôn đi để anh em gửi lại cho anh em mình hen, cái này nó hơi xấu quá. Nhưng mà có cũng đỡ hơn không. Cái che nhìn thấy nó cũng đẹp hơn chút. Cái này thì phải chịu da nó dướng có mấy này lo gặn. Gặn đè lên nó dướng có mấy này trời ơi. Phí miếng sức cho vợ rồi đó. Uổng rồi đó. Giá bộ bữa nay giấc chiều này mình định nó coi. Tối nay Dương Út vụ được hết trơn rồi con ơi. Vụ gì chứ vụ được hết trơn à. Dễ vụ lắm. Cái này là cái nắp phi lát em nhìn thấy nó còn rất là đẹp trai nha nè. Nhìn đi nó cái màu nó hơi ố nhưng mà nó vô dạng là nó không có xét nè. Nhìn nó đẹp trai mấy thì em thấy nó liền lạc. Còn anh em nào lưu ý giùm em ha. Có chốt có mấy này nếu mà có tay nghề thì thôi. Còn không có tay nghề thì cứ alo em. Em sẽ cho thợ em chỉnh cái cò này lại. Có một cây xúc bắp nó hở nghe nha mày. Nó hở mà nó hở là nhiều quá. Rồi nhờ con bỏ xuống con test hàng cho bà con lại em quận ơi. Cái này anh em có chừng có khoảng 1 đến 2 công đất. Hoặc là 5, 7 công đổ lại ha. Anh em bơm nước bá cháy. Còn anh em nào 15, 20 công mua mấy này về bơm nước. Thì anh em tưởng tượng giống như là cu le tư của xà lan vậy đó. Nó không có thấm. Máy rất là nhạy. Được con cái là nó nguyên bản anh em này. Nó nguyên bản anh em mua để đồng bơm nước bá cháy. Thay vì giờ mà anh em mua cái máy D6 400 mấy, em bảo đảm anh em không bao giờ chạy cái đồ bệnh bằng cái này. Thì cái D6 này nó mạnh hơn vậy đó. Anh em chạy leo quay cái này vậy. Leo quay này nó nhanh dữ lắm nhanh. Cái đồ bệnh nó không có. Với cái độ tiết kiệm nhiên liệu nó cũng không có luôn. Nó ăn ổn lắm. Còn máy Nhật nó ưu điểm lớn nhất của nó là cái bơm bét của nó rất là chỉnh. Nó không có hao dầu giống như những cái máy D6 à. Rồi em cũng xin báo giá anh em mà con có bác mình nha. Cái văn ma NH40 này ba em bán cho anh em là 3.2 em bao ship nha. Còn em nào mua đồ dỗ điện tới anh em là 2.9 tặng kèm cho anh em một cái bu ly. Nếu anh em không sợ bu ly thì em tặng cho anh em cái đâm bơm nước. Anh em cho em nhắc lại lần nữa, cái này em bán cho anh em là 3.2 bao ship là tặng kèm cho anh em một cái bu ly. Còn anh em nào không có lấy bu ly thì bơm nước ruộng anh em tặng anh em cái tâm bơm nước nha. Rồi anh em nào làm được alo giùm em nha. Em cũng xin cái đất của giới tại đây anh em ơi. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em. Cảm ơn con nhiều con trai.